chào mừng các bạn quay trở lại với hntv news các bạn thân mến trong những diễn biến mới nhất của bóng đá nữ tuyển nữ việt nam đã tỏa sáng đẳng cấp và nhận được mưa lời khen từ truyền thông trong nước và quốc tế không chỉ fifa mà cả báo anh một trong những tờ báo uy tín hàng đầu thế giới cũng đã công nhận thành công của tuyển nữ việt nam và xếp hạng trong danh sách các đội tuyển ấn tượng tại world cup khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng của thầy trò huấn luyện viên mai đức trung trên sân cỏ quốc tế Tờ The Guardian, Anh, đã công bố một bảng đánh giá tổng quát về các đội tuyển dự World Cup nữ 2023. Bảng xếp hạng của The Guardian là sự kết hợp dựa trên yếu tố lịch sử và phong độ hiện tại của các đội tuyển Việt Nam lần đầu góp mặt tại World Cup và được xếp. Đứng thứ 28 trên 32 đội, The Guardian nhận định về thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung, một trong những đội tuyển đang nổi lên của làng bóng đá nữ châu Á. Trước khi có trận ra mắt ở đấu trường World Cup, Tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua vòng loại đầu tiên Olympic 2024 với hai chiến thắng trước Nepal. Theo bảng xếp hạng, tuyển nữ Việt Nam xếp trên hai đại diện châu Phi Maroc và Zambia cùng hai đội tuyển đến từ khu vực CONCACAF, Panama và Haiti. Philippines được The Guardian xếp hạng 27, điều này cũng không quá khó hiểu bởi Philippines đã vượt qua Việt Nam ở hai cuộc đối đầu gần nhất trong khuôn khổ SEA Games và AFF Cup. Theo nhận định này, Vị trí số 1 trên bảng xếp hạng được dành cho đội tuyển nữ Anh. Tam sư chưa từng vô địch World Cup nữ nhưng đang có phong độ cực kỳ ấn tượng khi vô địch Euro 2022 và thắng Brazil ở trận tranh siêu cúp liên lục địa 2023. Xếp ngay phía sau tuyển Anh là đội tuyển Mỹ, nhà đương kim vô địch World Cup. The Guardian cho rằng tuyển Mỹ rất mạnh nhưng không dễ để vô địch World Cup năm nay. Hà Lan và Bồ Đào Nha lần lượt xếp hạng 12 và 17 trong khi Australia bất ngờ xếp ở vị trí thứ 5. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại World Cup 2023 vào tháng 7, nơi Huỳnh Như và các đồng đội nằm cùng bảng đấu với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam cùng hàng loạt cuộc tranh tài hấp dẫn ở World Cup 2023 sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình. VMG Media độc quyền phân phối bản quyền phát sóng giải FIFA World Cup nữ 2023 tại Việt Nam đơn vị này đã đạt được thỏa thuận trở thành đơn vị sở hữu độc quyền khai thác thương mại và phân phối bản quyền phát sóng. FIFA World Cup nữ 2023 trên hệ thống truyền hình, OTT, mạng di động, Internet Protocol Television, trình chiếu công cộng trên lãnh thổ Việt Nam. Tại World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam cũng thi đấu khung giờ đặc biệt. Theo lịch thi đấu của ban tổ chức, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận ra quần gặp Mỹ vào 8 giờ ngày 22 tháng 7. Đây là lần đầu tiên người hâm mộ được theo dõi một đội tuyển bóng đá của Việt Nam thi đấu vào khung giờ buổi sáng. Ở lượt đấu thứ hai, đội tuyển nữ Việt Nam gặp Bồ Đào Nha lúc 14 giờ 30 ngày 27 tháng 7 đến lượt đấu thứ ba. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ so tài với Hà Lan lúc 14 giờ ngày 1 tháng 8. Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình và ủng hộ HNTV News. Hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những chương trình tuyệt vời tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại